Hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2023, tòa án nhân dân huyện Ma Rắc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Ma A Hà và Thảo Xeo Phừ, điều trú tại thôn 11 xã Chư Sang huyện Ma Rắc tỉnh Đắk Lắk về hành vi giữ người trái pháp luật. Theo các tình tiết của vụ án thì trong lúc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Ma Rác tổ chức chi trả tiền đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư công trình hồ chứa nước đông Bách Thượng cho các hộ dân xã Chư Sang thì các đối tượng này cùng một số hộ dân thôn 9, 10 và 11 xã Chư Sang thuộc diện được đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã bao vây giữ ông Trương Đình Liên, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất và ông Lê Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất trái quy định. Sau đó, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Ma Rắc đến giải quyết vụ việc, thì A Ma Hà và Thảo Xeo Phừ cùng một số người dân tiếp tục bao vây giữ ông Nguyễn Đức Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Đến khoảng 23 giờ 40 phút cùng ngày, việc đối thoại giữa người dân và tổ công tác kết thúc, nên các đối tượng mới mở cổng cho đoàn công tác ra về. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thảo Xeo Phì 2 năm 3 tháng tù, Ma A Hà 2 năm 9 tháng tù.